Vợ chồng ông có sẵn sàng được không? Ben đang đánh gì đây? À, đang đánh gồng. Anh đang đánh gì đây? Anh đang đánh gồng luôn. Bên em hai con Tăng mở nhạc lên. Bình luận nha, bình luận nha. Rồng trắng, Alan, Little, rồi rồng đã bỏ chạy rồi, còn Little Win đây. Đưa Little Win đánh, nói chung đánh cũng được. Thì bên kia bù lại anh An. Rồi được rồi. Cái gì đây Chưa mấy cha? là dự Mày. là dự từ mày nhá. Không biết trụ. Ôi ôi lâu quá nó vô mét mà nó kêu diệt cho nó quỷ tứ. Đang cho anh ai ăn đây? Enduro đã có một pha rất trụ rồng vàng. Mid BC đâu cần đâu, em chỉ cần vô đúng cái mèo của em là vô được hết đấy, không cần diệt đâu. Ui, anh ta rất rất trụ bằng một dân, một dân lại luôn á. Bệnh thấy xây trụ bằng một dân bệnh ghê 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 đẳng cấp. Anh đi kìa. Này trên này em cũng rất đủ. Bình banh 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 nhanh 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 đi bình. Đền rồi. Cái gì? Thằng quỷ kia nó xảy ra nhà hút cái gì vậy? Hấp dẫn. Và Alan đã có đồ chơi, có từ bao rồi cho nên không sợ. Ui, rồi mình né được một pha đá ngựa rồi. Tiếp từ bao tiếp từ bao nắm súng đi cho nó khỏi ấy. Rồi còn đám sói rồi. Cái trận này mà đi đi bắt ngựa thì không bắt đâu, lạy luôn á. Cái trận mà không bắt ngựa thì đi bắt. Ba đâu. Đánh 33 xong rồi đánh 22. Rồi, mình đã tay lên được trụ rồi. Rồi, lên trụ được là thủ được rồi. Lắc quá. Ô. Tưởng đâu cúng người á. Rồi cái trận này mà nó bắt sói là lụm họng rồi. À, lúc bắt sói thì cũng đang bắt sói rồi, lúc không bắt sói thì đi bắt sói. Rồi tung nữa. Lấy đầu ra. Đúng đây quá trời. Lửa đâu mà bắt đầu. Bắt đầu mà ở đâu ra được lửa. Thì tới chết. À, cái lúc mà cần bắt sói thì ông nợ không bắt sói đâu. Làm gì trời. Linh Linh ơi.
kìa, ông đem cung vào ông tự sát nữa kìa. Ta cung ta vô tụ ta đứng á, cung đứng kìa. Sợ luôn á. Mất nhiều quá. Thôi mình thử luôn rồi. À, cái đó mình lột ra mà giờ tưởng thì anh lên hàng ngọc vậy. Tiêu rồi. Cái gì sói đâu tợ. Đinh rô. À, anh sói đánh kiểu gì vậy? Đó luôn á. Nãy giờ là ba đánh hai luôn á. Ừ nè, xây một đống gì nè. Rồi đi. Mình đánh không nổi rồi. Chiến đứt nhiều quá. Sắp có kép luôn rồi. Ừ, nó gần có kép rồi. Vàng lên đánh đi. Vàng vô thay đen rồi được. Nó đánh gì mà chạy xuống quá trời luôn. Ờ, không bê tụ luôn. Trận cái trận cần bắt sói thì không bắt sói không. 245 con ngựa. Indo làm gì trời. Cái tụ win đâu. Chuyện đã là mình bắt lực rồi. Có cáp rồi. Kéo rồi xong rồi xây trụ. Xây trụ bằng ta đưa tiếp bô này thẳng qua luôn rồi. Xây chưa xong cái trụ không. Nó vô nó bắt sói nó quậy là chết. Nó quậy quân là nóc ao liền. Nó vô nó không quậy. Đúng rồi đúng, bình... đúng rồi đánh không có dầm nè. Thấy giờ như cái lúc mà cần bắt sói thì không bắt sói đâu mà lúc mà đi rút cái trụ. Đánh lại Dragon thì đi dành bắt ngựa. Mà đánh lại Superman thì không đi bắt ngựa đâu. Á đi rút trụ lấy một thằng dân rồi rút trụ. Sợ luôn á. Ông bạn đánh đâu rồi ấy đâu, không làm cung không ấy chưa, có làm gì đâu. Cung không à. Tìm đều gì. Tìm đánh được mà giờ ông nợ Dendro nó đánh không được thì mình đánh ngáo. Làm lòng con số đen ra làm gì vậy? có thằng cái ba đấm mà không ai đánh. Em phải tự luôn cả túi lúa cho mấy ông ăn luôn. Vãi thiệt ông tím. Hai bãi lúa bên kia không chạy qua ăn đâu, ăn cái bãi lúa của em. Em đi xa quá. Lứa tù huynh đánh được hơn An.
Thấy nghĩ thầm đánh lại súng toàn làm cung mà cứ đánh lại đen đô cứ làm cung thôi, làm súng thường thôi, không cần có làm gì hết đấy. Khỏi cần nhắm, khỏi cần giết gì hết đấy. Thật cung mà. Hôm qua đánh lại chỗ mình thì chạy vô trụ đứng. Cung mà không chạy vô trụ đứng thôi, đứng hoài ấy. Làm con số đen làm gì vậy? Đồ biết lấy cha luôn á. Đi đánh lại Dragon thì đi giành ngựa, chạy đi bắt hết ngựa luôn, còn đi đánh lại hai gặp hai Superman thì không bắt ngựa đâu. Xây nhà kiểu này nè. Không nồng thì làm cái chuyện còn lao luôn. Nó mà làm sói nó quậy thằng nó quanh nó đốt thằng quân là chết liền. Đừng vui đó. Nó kia sử thường như bút không rồi. Chơi ghê vậy. Má vô quân nó làm hai súng rồi, súng quân quá trời đó mà đi gặp bút nhiều quá. Bắn đâu chết đâu. Rồi đi gặp số đen đi. Số đen lấy cũng bắn không chết luôn. Thường mà có bút nữa là đục chết rồi. Ai bị rớt đầu kìa. Cung nó kìa, cung nó kìa. Cung này có. Chạy. Cung ra là chạy. Cung con ngựa đâu. Màu đỏ là A Lan á. Đâu thì chào đi, con đốt này đốt nhà đốt đâu trời. Đồ An lên kép luôn nè, ghê không? Ai có kép vừa đà luôn. Nhờ bút, nhờ ai lên bút cho đánh. Bút nó đồng quá. Mẹ em chém đầu ra. Đâu rồi? Đâu vậy? Đâu rồi? Giờ sao nhờ lòng nữa kìa. Đánh là Alan rớt dễ win lắm. Alan mà đánh lòng đánh rớt dễ win nó chỉ biết bút ngựa à. Chỉ biết bút ngựa chứ. Chỉ nói không, ừ. Không biết làm biết cứ bút ngựa xong chát xong rồi làm làm bút ngựa xong rồi lên tướng. Ông nội đánh ông gà quá à. Thả dòng bây giờ, nói mà thả dòng bây giờ. Đánh không có dòng thì
dân ngữ. Gì? Ở gì ta? Ở gì?